Alo mọi người, hôm nay vợ tôi kêu tôi mỗi ngày phải quay một clip, cho nên tôi không quay một clip cho tôi. Thật sự ra nói thiệt luôn là giờ quay không biết nói cái gì luôn á, nhưng mà vợ tôi kêu mới đang ngủ nó kêu dậy rồi quay clip, cái mặt còn ngái ngủ quá trời, mắt còn đỏ hoe luôn nè, mọi người thấy không đó, mắt tôi còn đỏ hoe luôn, đang ngủ chưa hiểu ngủ tự nhiên kêu dậy kêu quay clip. Ok thì giờ anh quay clip cho em. Trong cái clip này mình sẽ nói về cuộc sống vợ chồng. Thằng My nó cười vô mặt anh kìa. Giờ không. Giờ thôi gán đủ 3 phút mới được chứ không được mới có chưa tới 1 phút nữa. Andy nói gì một câu coi Andy. Dạ nói gì? Thằng ngồi nói gì một câu cho đủ một ngày một clip coi thôi mẹ thì la ba. Thì nếu mẹ muốn gì ba cứ chiều theo ý mẹ, nhưng mà thì ba đừng có làm theo ý mẹ. Nhưng mà cái điều mẹ muốn lúc nãy là đúng hay sai? Mỗi ngày quay một clip là đúng hay sai? Dạ không đúng, dạ không đúng. Tại vì nếu mẹ kêu như vậy sẽ mệt, làm mệt cho ba. Đó, vậy là con đứng về phía ba đúng chưa? Dạ đúng. Vậy là ba có nên làm hay không? Dạ không. Bây giờ ba chỉ hỏi một câu cuối cùng. Thí dụ như mẹ giận ba thì ba sẽ nói câu nào cho mẹ hết giận? Chúng ta hãy đi tập tennis vận động chút xíu nào. Đi nào. Ôi là đi tập tennis vận động chút xíu là hết giận ha. Andy, hôm bữa cô Đoan Trang nói là thứ tư này sẽ dắt con qua nhà Son á, con có muốn rủ Moon qua nhà Son bơi không? Nhưng mà Moon biết bơi không? Moon không biết bơi nhưng mà con cũng có biết bơi đâu. Con qua bển nói em Son dạy, em Son bơi giỏi. Son dạy. Em Son bơi rất là giỏi luôn. Con có muốn gặp em Son không? Muốn. Rồi đi bơi xong chúng ta sẽ được ăn. Wow. Ủa, sao biết hay hả? Dạ cô Đăng Trang nói cho con nè. Ủa vậy cô Đăng Trang có nói chuyện với con rồi hả? Dạ. Đi ăn đồ Thái. Đồ ở Zoom gì đó, chỗ nhà chơi nhảy gì đó. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh rồi cũng phai màu. Khói thuốc trắng ly cà phê càng tên đan thăm ngon tay vàng. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đan thăm ngon tay vàng. Con biết không đó? Con hay vậy lắm á, biết có chút xíu nghe lớn được xong rồi vô hát tầm bậy tầm bạ không à. Thôi vậy nha mọi người ơi, hồi nãy giờ cũng câu giờ cũng được 3 phút rồi. Đó là hôm nay là tôi hoàn thành nhiệm vụ tôi xong một clip. Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ.